Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai là tập gym, nhìn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn em cảm giác như là giống như con vượn vậy á, em sợ. Trời đất ơi, người ta cơ bắp cuồn cuộn mà nó giống như con vượn. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình trước đi. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh bên kia rào ạ. Em tên là Tống Thị Ngọc Tuyền. Em 28 tuổi nhưng mà trong giấy khai sinh em chỉ có 26 tuổi thôi. Em hiện tại là đây là nhân viên bán thuốc, quê em ở Đồng Tháp ạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình đi. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. MC Quyền Linh, chào em. MC Cát Tường, chào toàn thể quý vị khán giả ở trường quay. Em là tên là Anthony William Hồ. Hả? Lên... Cái gì? Anthony, Anthony William Hồ. Yes. Anthony William Hồ. Yeah. Tên Việt Nam là Lâm Văn Hổ. Công việc của em là chăm sóc mảng về lớp xe. Anthony William Hồ. Dạ. Tên là Hổ. Dạ. Quê ở đâu em? Quê em ở Trảng Bàng, Tây Ninh chị. Trảng Bàng, Tây Ninh. Dạ, nhưng mà hiện tại là em đang sinh sống tại quận 12. Công việc của em thì tối ngày thì chỉ có đi thị trường với lại gắn bó với những cái mỏ, với lại lớp xe rồi không. Nên bởi vậy là khi mà tìm kiếm mối quan hệ nó cũng hơi hạn chế. Mỏ gì em? Dạ, mấy cái mỏ với mỏ than, mỏ đồng rồi các thứ đó chị. Nhưng mà tự nhiên sao em có cái tên lạ vậy? Ai đặt cho em cái tên kia vậy? Là do là bên của sếp của em là ông James với lại ông Martin luôn nói là làm thị trường với lại bên của mấy công ty khác cũng như là bên nước ngoài thì bắt buộc phải có một cái tên là của ngoại quốc một chút xíu nghe cho nó Tây Tây, mà em cũng Tây Ninh nữa nên mới vậy chọn luôn cái Anthony. Ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, về phần ưu điểm với lại khuyết điểm của em á thì em nghĩ là ưu điểm với khuyết điểm của em cái hai cái nó là một. À, tại vì là khi mà em làm việc cái vị á thì em cũng có một cái quan điểm là làm hết mình, khi mà hoàn thành công việc thì xong thì thôi. Nhưng mà đôi lúc mà làm việc á thì em cũng có hơi khó tính một chút xíu với lại mọi người, là em muốn cái công việc của em phải hoàn thành cách hoàn hảo nhất. Khó quá, người ta nói là ông nó khó ưa lắm. Làm việc mình phải ra làm việc, anh cũng vậy đó. Không, anh cũng hay quạ quọ trong lúc làm việc. Coi như là ưu điểm và khuyết điểm luôn á ha. Dạ dạ. Rồi, bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là vui vẻ, hòa đồng, biết chia sẻ và thông cảm ạ. Còn khuyết điểm của em là nhát, sợ gặp người lạ lắm ạ. Người khác nói lớn tiếng hay làm cho em giật mình, cho nên là đó là cũng là khuyết điểm của em ạ. Đó rồi, nói lớn tiếng là em giật mình hả? Dạ. Chung là hơi yếu đuối, cái gì cũng sợ dạ, chứ phải không? Tại vì tính của em là hơi bị mềm mỏng, nhỏ nhẹ. Sợ bạo lực, đúng không? Dạ. Rồi, cái tình trường của mình là như thế nào? Em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là mới cho người đó cơ hội thôi. Mối tình thứ hai là em quen người đó cũng được 2 năm. Xong rồi người đó đi hợp tác lao động nước ngoài, rồi có người khác, thế là chia tay. Trời ơi, buồn dạ. Vậy là đi rồi đi luôn, nó xa mặt cách lòng luôn đó. Dạ. Thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai, họ có bao nhiêu mối tình? Tình trường của em thì em cũng có được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là thời sinh viên. Thật sự là 2 mối tình của em đều kết thúc hết là do là thứ nhất là tuổi trẻ, cái thứ hai nữa là năng lực tài chính của em lúc đó nó chưa có được đáp ứng đủ cho cái gia đình của phía bên của bạn nữ. Bây giờ công việc ổn định, kinh tế ổn định chưa? Dạ, nay là công việc giống như là kinh tế ổn định rồi, nên bởi vậy là em cũng muốn tìm cho mình một nơi để cho mình làm xây dựng một cái tổ ấm. Với lại một phần nữa là mấy đứa bạn của em đấy, nó nói em ế quá. Lý do em có biết không? Hàng ngày em chỉ có cái công việc và đi lên mỏ, đa phần cái mối quan hệ của em nó là tiếp xúc với lại nam là chính. Mình sẽ tìm một người yêu lý tưởng như thế nào hả bạn gái? Dạ, thứ nhất là trung thực, không lừa dối. Thứ hai là người có bản lĩnh. Về ngoại hình em muốn người như thế nào? Da ngăm ngăm giống như là ca sĩ Đăng Nguyên ạ, nhìn men. Da này ngăm luôn á. Ngăm luôn, ngăm đen luôn. Tụi chứ than được không em? Quảng Ninh á. Em không thích mẫu bạn trai như là râu quai nón, nhìn theo cảm nhận của em thì nhìn dăm dăm sao đâu á, em không có chịu. Cái gì? Râu quai nón sao? Nhìn có vẻ dăm dăm cho nên em không chịu. Của mấy người râu quai nón là dăm hả? Dạ. Mấy người râu quai nón ta hiền lắm á. Bên đây không có râu quai nón mà có một cái râu nhỏ nhỏ. Em nhớ Hồng Tơ không? Dạ nhớ. Đó, anh có râu vậy có sao không? Dạ không sao. Râu bài đó. Râu đó là râu bài được à. Dạ. Rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai là tập gym, nhìn cơ bắp cuồn cuộn, nhìn em cảm giác như là giống như con vượn vậy á, em sợ.
Trời đất ơi, người ta cơ bắp cuồn cuộn mà nó giống như con vượn. Khổ ghê, tôi tập gym vô có sức khỏe em ơi, ta mới che chở bảo vệ em được. Có bụng hơi phệ phệ tí xíu thì cũng được. À, thích bụng phệ hả? Dạ vừa thôi anh. Vừa phệ thôi. Dạ. Hói thích không? Ừ, em không thích hói đâu. Cao khoảng 1m65 trở lên là được ạ. Không thích tóc xoăn giống như người châu Phi ạ. Có cái gì em cũng không thích thì hói. Dạ, đó là lý do vì sao mà em khó có thể tìm được một người hợp với nhãn ý của em ạ. Xoăn cũng không được nha, hói cũng không được. Xin giới thiệu với em Anthony William Hổ. Không có những gì mà em không thích hết, chỉ có chút xíu hầm râu thôi. Đại diện nhà trai Lulu Linh xin xác nhận. Cái gì Lulu Linh vậy? Cũng có tiếng nước ngoài vô Lulu Linh. Lulu là con chó mà. Thấy lộn tên rồi. Anh thì cũng có đôi lúc có xí tào lao đó em. Gì? Có tào lao nữa hả? Có tào lao. Tại vì công việc thì nó cũng có nhiều cái nó bị áp lực. Nhưng mình muốn làm cho mọi người có một cái không gian là luôn luôn nở cái nụ cười hết. Cho nó vui đúng không? Thì cho nó vui. Nhưng mà lúc mà mình làm cho mọi người vui quá thì hả? Tao nói mình tào lao. Tao nói mình tào lao. Mình hơi tăng tận thôi, có tào lao gì đâu. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì bây giờ hiện tại em muốn tìm một mẫu người bạn gái. Lúc nãy là em có nghe bạn nói là bạn làm bên phía bên dược. Cái nghề đầu tiên của em là khởi đầu bằng dược. Nếu như mà bạn gái ở bên kia là có kỹ năng bên dược thì sau này em có thể hỗ trợ cho bạn để phát triển cái ngành dược lên nhiều hơn. Mở cái tiệm thuốc bán ha. Yeah. Em có thể mô tả chi tiết mà người yêu em muốn như thế nào? Em cũng không có cầu kỳ là bạn đó phải quá đẹp, quá xinh hay gì hết. Với một cái nữa là hiểu chuyện. Bao lâu nữa thì em lập gia đình được? Càng sớm càng tốt. Sớm thì, là bao lâu nữa? Thì trong năm nay cũng được. Trong năm nay em đã sẵn sàng mọi thứ hết. Sẵn sàng hết mọi thứ rồi, em cũng tự tin. Rồi. Yeah. Điểm gì em không thích ở người phụ nữ? Đụng cái gì cũng càm ràm. Không thích càm ràm. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy cô bạn gái cũng rất là dễ thương. Cái như cụ thể em muốn là cái hình dáng người con gái thế nào? Tả tôi bên đây có giống không? Nếu như mà chiều cao thì khoảng 1m60 là ok. Trên dưới cũng được, không sao. Được rồi, ngon. Dạ, vui tính. Dễ thương, rất vui. Em không có quan trọng là tóc dài hay tóc ngắn. Có một chút cá tính thì ok hơn. Có. Dạ. Sao thích dáng người như thế nào? Em nghĩ là giống như chị Cát Tường là ok nhất. Cảm ơn em. Dạ, không có, tại vì chị Cát Tường là hội đủ đầy đủ hết các tố chất của người phụ nữ của Việt Nam mà. Cuộc đời lần đầu tiên tôi nghe. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em ạ. Rồi cho chị gặp chị ruột của em nha. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Và em chào quý vị trong trường quay. Em là Mỹ Duyên, là chị của Ngọc Tuyền. Thì đến tuổi cũng cập kê rồi, cũng lập gia đình để cho nhà cũng an tâm. Hôm nay nếu mà anh Quyền Linh và chị Cát Tường tác hợp cho hai em được thành công, gia đình em cũng cảm ơn anh chị. Nhận cái đầu heo ha. Dạ. Chị thấy bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì cũng được. Dạ em cảm ơn chị. Khỏe. Nếu mà em thích thì em cứ tìm hiểu thêm. Thì chị là gia đình thì chị chỉ nhìn thì nói chung là cũng được. Rồi cảm ơn chị. Tại đi với ai? Em hiện tại là em đi với lại hai người bạn thân, với lại một người đồng nghiệp của bên của công ty à. Rồi mời đại diện bên nhà trai. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Viên Linh ạ. Chào em. Chào trường quay tất cả mọi người ở trường quay. Em là Bích Trâm, bạn của Hổ ạ. Vậy hôm nay em nhìn nhận hai bạn này như thế nào? Dạ đối với bạn gái bên phía này á, mình thấy cũng xinh. Em thấy bạn nữ với lại Hổ á, thì hai người cũng rất là, nói chung là nhìn ở bề ngoài thì rất là hợp. Còn về tính cách á, thì em thấy bạn nữ ở đây rất là thân thiện và rất là vui. Thì cho nên là trước mắt thì thấy hai người nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Rồi chuyện gì đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Kéo rào. Hôm nay anh đến đây có một món quà để gửi tặng cho em. Cái này tượng trưng giống như là cái móc khóa là gửi trái tim của anh đến cho em, hy vọng là em có thể gìn giữ. Vậy và... sao cái móc khóa không có hình trái tim vậy anh? Anh chỉ có ôm cái lớp xe thôi, nên bởi vậy hình ảnh tất cả đều là lớp xe, nên em cứ yên tâm là không có người con gái nào khác. À, dạ em cảm ơn anh ạ.
anh thấy em sao? Nói chung là nữ là lúc nào cũng là xinh đẹp hết trong mắt tất cả mọi người hết. Hôm nay thì anh cũng có một món quà là gửi tặng đến em, là một bài thơ nhỏ. Rồi hả bạn, ngồi đi, ngồi tâm sự ngồi đi. Buổi sáng có chàng trai xinh chết, sau khi dân nàng hết hết trọn tình yêu, nàng vô tư nàng chẳng nói gì nhiều, giận một nỗi chàng liều chàng chết. Trước phiên tò, trước địa phủ, trước lương tâm, trước muôn năm chàng vẫn nói một lời, yêu em lắm nên anh liều anh xin chết. Rồi bạn nữ mình hát tặng bạn nam một đoạn cho em. Em cũng xin hát tặng cho anh một đoạn của bài hát. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ngôi trên ngàn lá khi anh chiều buông, tiếng nghe cô mộng mơ, ôi rừng đời hoang sơ, qua suối đồi khe lá, tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng xuống trong ngàn đá dư âm về đâu, như khơi bao niềm thương yêu về nên khổ liêu bên bát xứ rừng chiều. Em hát rất là hay. Quan điểm với tình yêu hôn nhân gia đình của anh á, thì anh không có yêu cầu gì cao hết. Anh với em có thể là có cơ hội tiến sâu hơn, thì hy vọng là em có thể là thay anh chăm sóc gia đình, cũng như là bên nội cũng như bên ngoại. Em bị vấn một số cái vấn đề, giống như là xảy sinh mâu thuẫn trong gia đình chẳng hạn, thì em cứ việc sẻ chia, anh sẽ là bờ vai để cho em nương tựa, cũng như là chia sẻ cảm xúc của bên của mình. Ví dụ như về nhà anh nhưng mà em khó có thể làm dâu được thì sao ạ? Cái phần làm dâu thì em cứ yên tâm đi. Nhưng mà em yên tâm là về nhà thì thậm chí là em chắc em không có phải làm gì đâu, tại vì má của anh rất là cưng con dâu. Khi mà em nói em cần thì anh có thể sắp xếp công việc đến ngay và liền được không ạ? Em nói là em cần là anh đến ngay đó, anh sẽ sắp xếp để đến với em nhanh nhất. Dạ, cảm ơn anh. Chuyện hẹn hò, bây giờ mình hẹn sao? Anh và em có thể là đi xem phim, đi dạo. Sở thích của em là như thế nào? Bình thường buồn thì em hay đi siêu thị shopping. Có ai làm cho em giận đó, thì em đi shopping thì em phải mua đồ nhiều. Còn lúc mà em không giận bình thường đó, thì em mua cũng ít nhiều. Hay cái này hay rồi nha. Không ai dám làm em giận. Bây giờ là em cố gắng sẽ làm sao là để không có làm cho em giận là an toàn nhất, đúng không em? Rồi, bây giờ các hai bạn quan điểm thế nào về con cái nào, con trai hay con gái? Anh sẽ nhường lại cho em trước. Em cần con trai hay cần con gái, anh cố gắng anh sản xuất. Nói với em con trai con gái gì cũng là con nào em cũng thích hết. Vậy sản xuất được hết không? Cố gắng à. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Em nhìn thấy anh thì cũng có vẻ hiền đó. Cũng dạng lắm luôn á. Chững chạc, chân thành lắm đó. Dạ, chững chạc. Bạn nữ thứ nhất là hiền và có một cái cá tính. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Anh thấy rằng cô gái rất là dễ thương, rất là hiền. Chàng trai cũng vậy, chân thành. Cặp này người kia ít nói, người này nói nhiều cũng sao, bổ trợ cho nhau cũng được ha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nhé. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 Tôi là tôi bấm đó. 3 Bấm. Hết thời gian. Mời em. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau đi các bạn. Đó. Làm như đối tác vậy đó. Đâu phải chỗ bán than đâu. Rồi nắm tay nhau thật chặt. Hãy hôn nhau. Chứng tỏ rằng các bạn đến với nhau vì nhịp tim của mình chứ phải bất cứ điều gì cả. Em cũng xin chị cho phép em có thể là hôn em út của chị được không chị? Dạ. Em cho anh hôn chỗ nào? Dạ sáng em gội đầu rồi, cho nên anh cứ hôn trên tóc em là được. Gọi là xà bông bột đó. Rồi mời em gái ngồi, dễ thương quá. Rồi mời bạn nữ giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam và cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thủy Dung, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là chuyên viên nhân sự ạ. Mời bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Xuân Bảo. Mình năm nay 26 tuổi. Mình là quê ở Bắc Giang, sinh và lớn lên tại Đồng Nai, đang làm việc tại quận Bình Thạnh. Em làm về gì? Em là nhân viên về kỹ thuật điện. À kỹ thuật điện bên kia là 26 tuổi, làm sinh năm bao nhiêu em? Phòng nhân sự. Dạ em mua 92 chị ạ.
92, em là bao nhiêu? Dạ 90 ạ. 90, rồi, bạn nữ lớn hơn nam 2 tuổi ha. Sao, thấy vậy được không? Không có vấn đề gì ạ. Em cũng thấy bình thường chị. Bình thường ha. Đó, nhất trai lớn 2, nhị trai lớn 1. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em có một số tài lẻ như là đàn hát. Em có thể chơi một số loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, piano, organ. Wow. Đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát dành cho đàn ukulele, ca khúc là Cô gái mét 52. Mời mọi người cùng lắng nghe. Là cô gái ôi mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Chẳng giống mấy cô người mẫu, chẳng son phấn khoe sắc màu, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sao, từ chuyện mẹ cha xin đừng nên vợ chồng, thương em đời lâu hoa nên âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thương em để lâu thêm màu sầu, nay nói ra cho hết hết đau đầu. Dùng quá. Cảm ơn mọi người. Rồi bên kia có muốn làm gì không? Thôi để đáp trả đàn gái thì bên này cũng xin hát một bài. Rồi. Bên đây cũng có đàn, bên kia cũng có đàn. Để tặng bạn gái thì mình xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Vẫn mắt đây sang lòng lành, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhưng lúc đứng như mai trường xưa, cùng đạp xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cũng đón tương lai. Tay cầm tay ta cũng vui xây những bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngày từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Được, hai đứa hợp đó. Về kẹt lắm, xách hai cái đàn đi cũng hợp. Rồi bây giờ mình nói về những ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn trai. Em thì em có ưu điểm là vui vẻ, hòa đồng. Rồi. Nhiệt tình trong công việc. Gì nữa? Có kế hoạch trong cuộc sống. Tốt. Có tinh thần thần ham học hỏi. Ừ. Cái guitar này là em đi bộ đội 2 năm này em tự học thôi chứ không ai dạy cả. Em đi bộ đội 2 năm rồi. Dạ. Vậy là có thời gian rèn luyện rồi, tốt luôn. Vâng. Có khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm thì em thì nếu mà nghe cảm ràm nhiều thì em hay gọi là cáu, bằng cáu. Với lại là em không uống được rượu bia. Tốt. Hút thuốc không? Em không hút thuốc đâu chị ạ. Hay quá ha. Rồi. Có vẻ lành mạnh quá đúng không chị? Lành mạnh ha. Được. Ủa rồi. Em gái tình có mấy mối tình em gái? Em cũng có một mối tình thời sinh viên. Mối tình thì kéo dài được khoảng 2 đến 3 năm. Thì tụi em chia tay. Lý do là người bạn trai có người thứ ba. Thì từ đó đến nay thì em chưa có quen ai hết. Mấy năm luôn không có quen ai? Chắc cũng khoảng 6 năm rồi đó chị. Rồi. Bạn trai thì sao em? Tình trường mình như thế nào? Dạ, em thì cũng có 2 mối tình rồi. Thì mối tình sâu sắc nhất là từ thời sinh viên được hơn 3 năm. Khi mà tốt nghiệp rồi thì đi làm thì tiếp xúc nhiều hơn, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, thì phát hiện ra là có nhiều điểm khác quá, nên là chia tay. Em chia tay cũng được hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi. Vâng. Bây giờ thế nào là phù hợp với em? Em diễn tả thử xem. Cũng không yêu cầu cao về ngoại hình. Nhưng mà cao khoảng 1m54 trở lên. 54. Vâng. Rồi anh dễ nhìn, hòa đồng, vui vẻ. Để anh xem coi có giống ý của em không nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Nãy giờ em trai tả thì em cảm nhận là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em nghĩ là đáp ứng có thể là 50% thôi anh. Ít gì nữa hả? Là kim tốn à. Tại em cao có 1m52 thôi à. Chiều cao không quan trọng, không nói lên điều gì cả. Yeah. Quan trọng là em hát hay nè, thông minh này kia là được rồi ha. Bây giờ em nói đi, em sẽ tìm một người đàn ông như thế nào nè, xem giống đàn trai bên anh không. Dạ, thì em hy vọng tìm được một người là vừa người, cao hơn mình. Tức là em hay đi giày cao gót nữa, nên hy vọng là khi mà đi giày cao gót thì bạn vẫn cao hơn em. Vẫn cao hơn, yên tâm. Dạ. Rồi gì nữa? Bạn cũng thích thể thao. Mình biết bơi lội. Biết bơi lội. Em cũng thích bơi lội đó anh. Hai đứa về bơi cùng nhau được.
thích bơi lội, leo núi chẳng hạn. Bạn Nam có thích leo núi không bạn Nam? Có, tại vì gần chỗ nhà mình thì mình có một cái chùa núi thì khá là cao, thì mình năm nào mình cũng leo mấy lần đấy. À, ra Lào đúng không bạn? Đúng rồi. Ở sao bạn biết? Mình cũng đi leo mấy lần rồi. À, hai đứa về bơi với leo núi đi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích sự khoe khoang chị. Khoe khoang, nổ đó. Nổ đó chị. Bao giờ thì em tiến tới hôn nhân được? Nếu như mà tìm được người phù hợp thì có thể là khoảng nửa năm đến một năm. Nửa năm đến một năm, có nghĩa là mình đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân rồi. Vấn đề là cái người bạn trai có hợp với mình hay không thôi, đúng không? Rồi, để chị coi thử xem. Chào em. Vẫn tự tin đúng không? Cô gái lớn hơn mình 2 tuổi vẫn chinh phục được đúng không? Vâng, không có vấn đề gì ạ. Nhưng mà bây giờ cổ thì cổ nghĩ là cổ nếu mà người phù hợp là sẽ kết hôn sớm. Nhưng mà em còn trẻ và em có tính tới chuyện kết hôn chưa? Thì gia đình em cũng dục lắm rồi thì 6 tháng 1 năm là kết hôn được cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đã có chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa mà được? Về kinh tế thì hiện tại thì mức lương của em cũng khá là ổn rồi. Còn cái việc nếu mà cần thiết, nếu mà muốn sinh sống ở Sài Gòn thì mình có thể mua nhà Sài Gòn, cái đấy kinh tế mua được. Em nói cái mẫu của em và cô gái nó cũng đạt 50%, thì em tưởng tượng thử hình dung cô gái ngồi bên này như thế nào. Bạn nói là bạn cao 1m82 thì cái vấn đề chiều cao không quan trọng đâu bạn ơi. Cách bạn nói thì chắc là bạn cũng rất là dễ thương. Chị cũng thấy hợp lý rồi đó. Dạ ăn thua không biết là người thân của các bạn thì có suy nghĩ như thế nào. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ em gái và các chị đồng nghiệp. À có ba mẹ em ha. Rồi cho chị gặp ba mẹ của em nha. Rồi chào cô chú. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý khách ở trong phòng quay. Riêng bố nhận xét bạn Nam bên này thì nhìn gương mặt là chững chạc. Nói chung là cũng trải qua những cái thử thách của cuộc sống rồi. Đấy, còn cái đam mê ca nhạc thì rất hợp với gia đình mình. Bố nói với Dung là mình trao cho bạn cơ hội, tức là mình đã mở cái cơ hội cho mình để mình tìm được nửa kia suốt đời của mình. Chúc hai người sẽ tiến được xa hơn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi, anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em có đi với vợ chồng anh chị gái và vợ chồng em gái và ba người bạn. Rồi em muốn ai có ý kiến? Dạ, xin mời chị gái em ạ. Dạ xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Và chào quý vị khán giả trong trường quay. Tính tình của Bảo ở nhà rất là ngoan, biết chịu khó và hòa đồng với bạn bè. Anh chị em rất là thương yêu nhau. Còn nhận xét về bạn gái bên này thì dễ thương, thật thà và thích hợp với em trai của mình. Rồi cảm ơn gia đình. Rồi bây giờ mở rào. Có món quà tặng bạn. Cảm ơn bạn. Mình cũng có muốn món quà tặng bạn. Sao bạn biết mình thích đọc sách vậy? Chắc là thần giao cách cảm. Cuốn sách mình tặng bạn tên là Hạnh Phúc Là Không Chờ Đợi. Chúc bạn là sẽ có mỗi ngày là một cái ngày vui và ngập tràn trong hạnh phúc. À, cảm ơn bạn. Rồi, các bạn về ngồi chỗ ngồi. Mình cảm nhận lần đầu tiên gặp bạn của mình thấy thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương. Nói chung là ngoài sức mong đợi của em. Anh em đi, hãy tự tin lên. Nếu được thì anh muốn em là người để anh làm cho em hạnh phúc. Nói chung là khi mà nghe những cái lời của anh thì em thấy nó khá là chân thành và cũng em cảm nhận anh là người sống rất là tình cảm thì đúng như những cái gì mà em mong muốn ở một cái người mà gọi là cái nửa kia của mình. Em trai có sở thích là hôn tóc phụ nữ đúng không? Dạ đúng ạ, em nhất là thích người hôn tóc nhéo mũi bạn nữ. Đâu qua làm thử là được không? Thì xin phép bạn nữ mình có được không ạ? Chắc là được. Thế nào? Bạn nữ rất là thơm. Còn nhéo mũi nữa hả? Vâng, tại vì thấy bạn nữ rất là xinh nên là em có cái ý muốn lấy đà rồi mà chưa có dịp bây giờ. Nhưng em mà tại sao vậy anh? Cái này nó giống như là một cái sở thích từ nhỏ của mình ấy. Anh cứ thấy... Rồi nhỏ giờ em nhéo mũi ai? Mấy đứa cháu chị. Coi như đang nhéo mũi cháu đi cũng được. Không, còn đây là người đẹp. Người đẹp thì em cũng nhéo mũi mà. Thử xem. Nhéo sao gãy mũi người ta đi. Rồi bây giờ kết hợp giao lưu bản văn nghệ đi rồi chúng ta bàn tới chuyện hôn nhân nè. Thôi để em tặng bạn gái trước một bài đi. Ngày xưa anh ở bộ đội, anh học guitar là do anh nghe cái bài này. Và lúc đó thì anh nghĩ là anh sẽ đàn cho người mình yêu.
Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hứng hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ đợi chờ đôi mắt em ngại ngùng ngó sang anh thân thờ bơ phờ đôi mắt mơ anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong ba môi mồng rất khó vì lo trong trái tim em là có ai nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng. Người yêu ơi, yêu mình ăn được không? Từ giờ sau lại xua lặn nơi đây mùa đông. Là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là anh thì là ai? Để anh đưa em về, để tình yêu mãi mê. Mà kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé, baby. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi các bạn. Một câu thật chân mình thành. Mình nói những cái gì mình đang suy nghĩ đi. Anh không hứa mang cho em sự giàu sang, mang em đi khắp thế gian này. Nhưng mà anh nghĩ là anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. À, cảm ơn anh. Bây giờ cái đó là cái câu cũng quen thuộc lắm rồi. Em nói thật trái tim mình bây giờ hiện nay trái tim thế nào và em đang suy nghĩ gì về người đối diện. Thật sự là anh gặp em là anh thấy ngoài sự mong đợi nhiều. Nên là anh không biết nói gì. Anh rung, anh không nói được. Giờ tim em thế nào? Em gọi là không tả được anh ạ. Em không biết tả sao. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ ha. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là trao duyên nha. Bấm là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Nào, hãy bấm nút bằng trái tim. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúng ta nhau đi nè. Rồi. Hãy xin phép ba mẹ bạn gái. Cháu xin phép hai bác cho cháu hôn Dung một cái. Đó, bác trai gật đầu đó. Bạn nữ giới thiệu về mình nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh. Em tên là Huỳnh Thị Ngọc Như, năm nay em 25 tuổi. Hiện đang sinh sống tại và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Quê quán của em thì ở Đồng Nai. Em là chuyên viên nhân sự trong một công ty ạ. Mời bên nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ. Em tên là Võ Trọng Hiếu. Em năm nay 27 tuổi, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang làm ở tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Nghề nghiệp của em là chuyên viên pháp lý, chuyên về tư vấn pháp luật, soạn thảo các văn bản hợp đồng cũng như tham gia tố tụng. Em là ở Bình Định là ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Phù Mỹ. Phù Mỹ hả? Rồi, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, khuyết điểm của em là ít nói chuyện với người lạ. Ưu điểm đó là hát khá hay, học rất giỏi, được nhiều học bổng và giấy khen của trường đại học. Nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em. Dạ, về ưu điểm thì em là một người khá là hòa đồng, thân thiện, có trách nhiệm trong cuộc sống lẫn công việc, biết nấu ăn và nấu khá là ngon. Món lẩu, nấu bún, phở. Về khuyết điểm thì em là một người khá rụt rè trước đám đông. Ngoài ra thì em còn rùng qua không nhớ hết hả? Dạ. Bên kia cũng hồi hộp, bên đây cũng hồi hộp nữa ha. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Trước giờ chỉ có yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương thì khoảng 10 mối tình. Yêu đơn phương khoảng 10 mối tình. Còn... hả? Vậy? Yêu đơn phương khoảng 10 người trở lên. Ui, đơn phương cỡ 10 người trở lên luôn. Dạ. Là 10 mối đó. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Em yêu đơn phương gì mà em yêu tới 10 người? Người ta xinh với tốt của em là em thích. Là em yêu liền. Mà sao không nói gì người ta? Là trong 10 người đó không người nào em có thể nói được hay sao? Dạ, mấy mối tình gần đây thì em cũng có tỏ tình với người ta. Nhưng mà mối tình gần đây nhất thì người ta im lặng không nói. Mối tình trước thì người ta nói là không hợp. Em chắc đạt kỷ lục vì yêu đơn phương. Đúng rồi đó, ta đơn phương một người thôi. Làm đơn phương nguyên một series 10 người luôn. Rồi thí dụ mà bây giờ mình đơn phương người thứ nhất, cái qua tới đơn phương người thứ hai thì người thứ nhất là mình còn đơn phương không?
có thể còn. Có cái thời điểm nào mà em đơn phương một lúc 10 người đó luôn không? Không, cùng lúc thì... Cùng lúc là mấy người? Cùng lúc. Cùng lúc là đơn yêu phương. Yêu đơn phương cùng lúc hai người. Người ta gọi là ngoại tình đơn phương. Ngoại tình đơn phương. Người kia có tình cảm với mình thì mình mới gọi là có trách nhiệm, hoặc là mình cảm thấy đối phương là mình mới cũng chung là, thủy đúng không? Có hy vọng nhất định thì mình mới... Đôi khi yêu đơn phương cũng cần sự chung thủy chứ. Nhiều khi người ta thấy em đơn phương nhiều quá người ta không thích. Giờ bây giờ ví dụ như lỡ một trong 10 người đó mà người ta suy nghĩ lại, người ta quay lại, người ta gật đầu với em rồi sao? Không đồng ý. Em không đồng ý. Giờ là mình chảnh lên rồi đúng không? Đúng rồi, người ta không đồng ý mình trước thì mình không đồng ý người ta sau. Thật ra cậu này quá thật tình luôn. Yêu đơn phương có ai đâu biết mà cũng khai đâu, yêu đơn phương 10 người. Thiệt tình quá trời đất luôn. Thật thà. Thật thà đó. Bên đây bao nhiêu mối tình rồi? Dạ đến hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết ạ. Trời ơi, chưa chính thức mối nào dạ. Vậy có mối nào đơn phương không? Dạ không ạ. Vậy chứ cái mối nào mà không chính thức? Thì là mình tìm hiểu nhưng mà không được thì mình sẽ không đến tiến tới một cái mối quan hệ chính thức. Không hợp là thôi luôn dạ, ha. Đúng rồi. Rất rõ ràng. Vậy bây giờ em hãy cho chị biết là cái tiêu chí để chọn cái người bạn trai của em là gì? Dạ, tiêu chí chọn bạn trai của em thì về ngoại hình thì em muốn anh ấy cao hơn em một tí. Cười duyên một xíu. Để chờ chị xíu. Em dạ. Cười cái chị nghe coi coi. Cười có duyên lắm, dễ thương lắm. Thì về tính cách thì em thích một bạn nam là thật thà. Quá thật. Thật thà người ta làm luật mà. Có sao người ta nói vậy? Người ta... Có tính cầu tiến trong công việc lẫn cuộc sống. Em không thích cái kiểu người như thế nào? Em không thích thì là mẫu bạn nam là gia trưởng. Ừ. Bạo lực, không chung thủy. Trời ơi, cái ông nói chắc sợ lắm ta. Tưởng tượng ông nào cũng bạo lực mà gia trưởng mà còn không chung thủy nữa. Bên đây thì đơn phương là không chung thủy rồi đó. Nghe tôi nổi dây ốc luôn, đừng nói chi mà. Đây thì mỗi lần mà mâu thuẫn là không có bạo lực đâu, mà là nói. Lấy luật ra để nói. Em cũng có luật của em nữa. Đó. Bên đây hơi bị đàng hoàng luôn. Đơn phương mà tới 10 người là coi như là cũng gồng lắm rồi đó. Một cái trường hợp đặc biệt mà tôi sẽ nhớ mãi, để ý trường hợp này đó. Người ta yêu cầu vậy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Em thấy chưa có cái tiêu chí nào mà em không đáp ứng. Trời ơi, thấy chưa? Người ta tự tin mới như vậy đi. Em mình nói tiêu chí chọn bạn gái như thế nào? Tiêu chí chọn bạn gái của em thì thứ nhất là xinh, thì mặt thì có thể là V-line hoặc là đầy đặn. Mặt V-line. Vừa V-line mà vừa đầy đặn là sao? V-line hoặc đầy đặn á. Còn cái gì nữa không? Chiều cao thì từ 1m53 trở lên. Dư. Rồi thân hình cân đối. Cân đối hả? Dạ. Cân nặng được không? Cân nặng thì vừa phải. Vừa phải. Rồi mặt thì ít mụn, rỗ. Mụn có thuốc trị mụn cũng sao hết trơn, người ta yêu nhiều người ta người có ta mụn. Vậy thì người ta phải nổi mụn không ơi. Đủ mấy người ta mới vậy thì ta phải có mụn nhiều rồi nó hết mụn chứ. Mấy người mà già đời như vậy là không có mụn. Tiêu chí đưa mụn vô chi. Bỏ cái mụn qua bên đi, mụn nó sẽ có rồi nó sẽ hết. Không? Tiêu chí kiếm vợ mà không có mụn nữa. Đời nào có ai mà cả cuộc đời không nổi mụn. Bữa nào nó bị gọi là dị ứng nó nổi, ta nó tờ lưa luôn kìa. Không thích à? Bỏ nổi mụn đi. Giống con tôi quá, con tôi mà ai mà có mụn. Nó đang, xin lỗi kể chuyện riêng với bạn gái. Nó thích cái bạn đó lắm, mà bạn gái nó tự nhiên ngày hôm đó bị mũi chích hay gì là nó nói bạn đó có mụn là nó hết thích luôn. Sao? Trời ơi trời. Có mụn, nặng mụn. Đè bỏ, nặng mụn cũng sướng lắm á em. Tiêu chí mụn vô nó nhỏ nhặt quá. Dạ. Nha. Da trắng. Trắng, rồi được. Trắng. Gì nữa? Trắng á. Với lại là nếu mà có răng khểnh thì em nghĩ sẽ khá là đáng yêu. Bên đó là có răng niềng. Răng niềng. Chứ không có răng khểnh. À, vẫn đang niềng răng. Khểnh đều được không? Răng niềng chạy lắm. Khểnh một cái thôi. Một cái thôi hả? Dạ. Có mấy người khểnh đều cũng đẹp. Chứ bạn này là chị thấy là rất là chăm chút về răng miệng, cho nên là niềng răng để cho răng đẹp hơn á. Còn tiêu chí gì khó nữa không? Về tính cách thì em cũng mong muốn bạn dễ gần, dễ tán.
Dễ tán, tức là dễ dễ chấp nhận mình hơn, kiểu dễ cua đó. Dễ cua à. À. Dễ cua thì ví dụ như để là đỡ đơn phương hả? À, đúng rồi, chứ em đơn phương nữa thì mệt nữa, tới mới mỗi 11 là mệt à. Là ra sân luôn. Hả? Còn gì nữa không? À, bạn thì nếu mà bạn gặp mình, gặp em mà cười thì em sẽ có ấn tượng là thích. Không lẽ giờ gặp không? Dạ. Không lẽ gặp ta buồn. Không lẽ giờ ta mở rào ra cái ta khóc. Yên tâm sẽ cười. Yên, chắc chắn cười. Mấy cái chi tiết đó nhỏ bỏ qua một bên đi. Cười dữ lắm. Ừ, cười tươi luôn. Tại vì ta niềng răng ta ít cười thôi. Có niềng răng tháo ra, tháo niềng răng cái đẹp tuyệt vời. Ừ. Với là quan tâm em. Dạ, em có quan tâm ta không mà rồi người ta quan tâm em. Đương nhiên là phải quan tâm rồi. Ừ. Dạ, với lại là nếu mà không có việc bận á thì trả lời tin nhắn, có thể trả lời tin nhắn nhanh một xíu. À. Thì đúng rồi, tao mới bận ơi. Gì hết thì nhắn tin tao trả lời liền. Thôi đi chú luật sư ơi, giờ tôi mới biết sao chú đơn phương 10 mối rồi đó. Chú dài quá. Ta tiêu chí gọn gọn là thôi. Rồi gọn gọn lại là xin mới dễ tán á. Trời ơi, dễ tán được rồi. Dạ con chào chú luôn. Vậy thôi nha. Dạ. Xin có xin. Dễ tán tức là mình có khó trong tình yêu không? Dạ cũng hơi khó chứ. Hơi khó đúng không? Dạ. Dạ. Cũng hơi khó tán ạ. À. Mình hãy dùng kỹ năng của mình nha em. Một chút nữa mình mở rào ra. Thời mình khó. Dùng cái kỹ năng ăn nói một cách chuẩn xác của mình để mà mình cua người ta nghe không? Dạ. Tôi nghi vụ này chắc mỗi 11 quá. Chút nữa chỉ có cãi thôi. Cãi thôi rồi. Nói gì mà bên kia không nào. Chịu là em cãi cho dạ, bằng được em cãi. Với bạn. Em, bạn hả? Em tưởng tượng là em cãi để em lấy tiền nha. Cho ý kiến nào. Anh ngại tán em gì anh. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn nam phía bên này ạ. Dạ. Thấy cũng ok. Về ngoại hình thì cũng ok ạ. À. Về tiêu chí thì có thể bớt rườm rà lại một xíu. Dài dòng quá. Bạn em thì rất là khá là hiền. Nếu mà kiểu tâm lý một tí xíu thì sẽ dễ tán. Còn không thôi thì hơi khó. Mong anh thành công. Gì của sái ca thông gì ngại tán em vậy đó. Thằng khác tán em bởi vì ngại ngại thằng khác tán em tại vì ngại tán anh. Không có gì ngại tán hết trơn á, đừng có lo lắng điều đó nha thằng luật sư. Quan trọng là mình hợp nhau là mình dễ tán lắm. Nói với bạn gái đúng rồi đó ha. Em thấy bạn này sao? Về ngoại hình thì ok, tính cách thì em chưa biết. Dễ thương. Thật ra có duyên lắm á. Đọc nó bây giờ cho vui, có duyên lắm. Bớt rườm rà lại là ok. Bớt gì? Bớt rườm rà. Rườm rà. Gọn gọn lại tí. Người ta luật sư người ta nói cái nào nó cũng phải đi tới nơi tới chốn. Nó là dạ. cái bệnh nghề nghiệp. Nãy giờ em chưa tới nơi tới chốn luôn. Dạ. Thế là tiêu chí nó như một cái biểu đồ vậy ha. Biểu đồ hình cây á. Ít tiêu chí thì có hai thôi, còn nhiều thì mình triển khai ra. Ví dụ được một hai cái thì cũng ok. Dạ, ok. Em đưa ra nhiều tiêu chí để mà chương trình chọn lựa người bạn cho dễ chọn lựa người bạn phù hợp với không em. Chị thích chị không biết ai làm sao chứ dạ. Chị rất là thích chi tiết rõ ràng, vậy là chị thích. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em là anh Hồng. Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ và các khán giả trường quay, mình là Nguyễn Tấn Hồng, đồng nghiệp với bạn Hiếu được khoảng tầm 4 năm rồi. Thì coi như cũng vào công ty thì quen với Hiếu từ lúc đó đến giờ luôn. Thì thực ra là mình thấy là cái tiêu chí của bạn nữ thì Hiếu là đáp ứng được cũng gần như là đủ. Cũng là một người trầm tính, cũng là một người phù hợp với công việc nghiên cứu và tư vấn. Tiêu chí thì bạn ấy chắc là trong chương trình này hồi hộp quá thôi, chứ mình thật ra thấy Hiếu cũng rất là hiền, trung thực và cũng là một người có chí cầu tiến trong công việc. Và mình thấy là quan hệ của mình đi tư vấn thì mình thấy nghề nghiệp của hai bạn là rất phù hợp với nhau. Một bên là nhân sự, hành chính, một bên là luật sư thì cũng rất là hợp. Cái thứ hai nữa là cái khoảng cách, hai người đều ở cùng thành phố Thủ Đức và đó cũng là một cái lợi thế. Còn về mặt ngoại hình thì mình thấy cả hai đều rất là được.
anh Quyền Linh có thấy vậy không? Đúng. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Chúc hai bạn thành công. Rồi. Thành tính nhân sự ta soi lắm á nha. Không phải giỡn đâu nha. Tôi để tôi soi ít chứ hành tính nhân sự soi gì lắm á. Thôi, cho hai bạn gặp mặt đi. Đúng nha. Đúng rồi, mở rào. À, bắt đầu vuốt tóc lại coi nào. Đó. Dạ, em chào anh. Dạ, em có món quà muốn tặng anh ạ. Dạ, nhưng lần đầu gặp mặt anh cũng có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi, hai đứa về chỗ ngồi đi. Mình trò chuyện với nhau nào. Quay mặt về nhau. Em chào anh Hiếu ạ. Dạ. À, em sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ, em sinh năm 97 ạ. Còn 7. Dạ. Em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Thủ Đức. Dạ. Lúc nãy em có nghe nói là anh làm ở phường Bình Chiểu đúng không ạ? Phường Hiệp Bình Phước. Hiệp Bình Phước. Em làm phường nào? Em làm ở phường Bình Chiểu, nhưng mà em sống ở phường Hiệp Bình Phước. Hợp lý rồi đó. Có tiện nói cái địa chỉ, cái đường này nữa. À, lát nữa thì em sẽ cho anh địa chỉ luôn. À. Cái bài hát này là bài gì đấy? Dạ, bài này là bài Cầu Hôn của Văn Mai Hương ạ. Cầu Hôn của Văn Mai Hương. Dạ. Mốt đám cưới là hát bài đó đó. Mốt là mình tính đi, mốt đám cưới là mình hát cầu hôn, là hát cô dâu hoặc hát chú rể, hát bài nào. Nhưng mà cái này là bài hát của Nam hát đúng không? Ủa, vô đây nói chuyện tình yêu, nói chuyện bài hát. Mình vô tình yêu giùm tôi gái đi. Bây giờ hẹn hò sao nè, tuần gặp mấy lần. Ngồi phân tích bài hát cho tới sáng luôn à. Buồn ngủ dữ lắm rồi. Vô em. Vô đây luôn. Tỉnh táo nè em. Bây giờ sao hai đứa bạn nhau chuyện hẹn hò đi. À, hồi nãy bàn rồi hả? Lòng vòng. Công việc của em là làm giờ hành chính à? Dạ em làm về nhân sự ạ. Đấy là làm giờ hành chính. À làm, dạ đúng rồi, em làm giờ hành chính ạ. Dạ thì trong buổi tối thì em thường rảnh không? Hay là có việc? Dạ thường thì buổi tối em cũng có thời gian cũng rảnh ạ. Dạ. Công việc của anh cũng làm giờ hành chính đúng không ạ? Anh có hay tăng ca không ạ? Công ty mình thì ít tăng ca. Thường thì buổi tối anh làm gì? Buổi tối thì anh xem phim, chơi game. Anh có nghiện chơi game không? Không. Không. Thì lúc nào anh lớn lâu 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 mới chơi thôi. Đừng đang có chơi game. Em có chơi game không? Dạ không ạ. Em thấy mấy bạn chơi game thì hay chơi game rồi bỏ bê người yêu lắm. Anh không biết anh có vào cái trường hợp đó không ạ? Không. Anh thời gian rảnh mà có người yêu thì anh đi với người yêu thôi chứ không có chơi game đâu. Nào giờ cờ rớt người ta không à. Đơn phương ta 10 người rồi mình đâu có người yêu đâu mà kêu dành thời gian cho người yêu. Bây giờ thì nếu cũng nhìn có... bạn gái coi thấy dễ tán không? Anh nhắm là anh có tán được em không ạ? Thế cần rồi đó. Tán được. Dạ. Tán được sao đâu, tán sao đâu. Thể hiện coi. Chứ nói thì không, ai không nói được. Bây giờ tán sao, thể hiện coi. Đúng rồi. Sấn tới, nói cái gì, đúng hỏi rồi. Cái gì, muốn cái gì, bàn đó. Tương lai sao đó. Đó tán đó, tán đi. Đúng rồi. Lấy một vợ hai con người ta chỉ cho. Đâu tán thôi, coi thử coi. Tán thử đi. Người ta đang chờ tán đó. Anh nắm tay em được không? Dạ không. Anh cho em hỏi xíu là trong chuyện tình cảm thì anh có là một người kiên trì hay không? Ví dụ như là anh tán em nhưng mà đến hiện tại thì em chưa, hiện tại thì mình cũng mới gặp mặt thì chưa có tình cảm. Thì mình cũng cần có thời gian để tìm hiểu. Thì anh có là người dễ bỏ cuộc hay không ạ?
Tại vì em lúc nãy anh có chia sẻ là anh cũng có đơn phương nhiều mối tình nhưng mà không có đến được á. Em cũng thì không, những mối tình anh đơn phương thì gần như là mình không có nói chuyện, mình không có biết được cái quan điểm của người ta đối với mình thì dạ, họ có chấp nhận để cho mình có thể tiến tới hay không. Nếu mà em xác định là cho anh một cơ hội thì anh sẽ kiên trì đến cùng. Đó. Thì anh chỉ dừng lại khi mà em xác định là không muốn anh tiến tới nữa thôi. Dạ. Cái này là vô về đề rồi đó, được rồi đó. Bắt đầu vô rồi đó, đúng luật rồi đó. Em có tiếp, tiếp. Sở thích gì? Dạ em thì thôi cho em hỏi anh là anh có sở thích gì được? Anh nói trước đi. Anh sở thích hả? Dạ. Anh sở thích thì ca hát. Dạ. Ngoài ra anh cũng có chơi thể thao, tập gym, chạy bộ. Dạ. Như là cũng thích. Anh có thích đi dạo phố không ạ? À? Phố hả? Dạ. Là thích đi chơi. Dạ. Nhưng mà thích đi chơi với bạn bè thôi chứ không thích đi một mình, tại mình cũng ít bạn à. Dạ. Thì nếu mà có cơ hội thì em cũng muốn là mình cũng sẽ được đi dạo phố với nhau. Vô dạ, luôn. Anh rất là vui nếu được đi dạo phố nha. Dạ. Tối nay luôn, rủ luôn, tối nay luôn, rủ liền. Tối nay thì em có đồng ý đi không? Dạ. Đi thì tối gì nổi, gần khuya tối gì nữa. À quên. Chứ em hẹn anh một ngày khác. À. Đi dạo một vòng khu chế xuất cũng được. Anh, em có ngại hai đứa mình nắm tay đi dạo từ đây về thành phố Thủ Đức không? Đi dạo đó thì xa. Cho em hỏi là hiện tại thì anh sống ở đâu ạ? À, anh sống ở Thủ Đức luôn, ở phường Hiệp Bình Phước luôn. Anh cũng ở Hiệp Bình Phước à? À. Dạ. Vậy thì nhiều khi mình là hàng xóm nhưng mà không biết. Xóm hả? À đúng rồi. Anh ở kiểu tòa nhà giống chung cư đó, thì dạ, cũng có nhiều phòng anh không biết. Dạ. Nếu mà gần nhau thì quá tốt rồi, dễ gặp gỡ và trao đổi với nhau nhiều hơn. Dạ. À. Nếu như mà em ở xa thì anh có ngại đến chỗ của em hay không? Tại vì hiện tại là đang ở gần. Ở xa thì em nghĩ là em sẽ ở đâu? Ở xa là ở đâu? Ở trong thành phố chẳng hạn. Thành phố thì anh đi được. Dạ. Thí dụ ở xa hơn thì em có đi không? Dạ. Ví dụ như là em về Đồng Nai thì sao? Về Đồng Nai thì em phải có một tín hiệu gì đó, anh thấy là em có khả năng chấp nhận anh thì anh sẵn sàng đi. Vậy mà đòi tán người ta. Em phải chủ động chứ, chàng trai. Bây giờ cô ấy ở đâu đi chăng nữa thì em cũng phải là người chủ động tới. Bởi vì lúc nãy cô ấy hỏi em là em có dễ bỏ cuộc hay không đó. Tôi bắt đầu giận rồi. Em phải chủ động, em là đàn ông, em phải là người chủ động. Cho dù là cô ấy ở chỗ nào đi chăng nữa mà cô ấy muốn thì em cũng phải tới, mà em phải tới thì em mới biết là người ta có chấp nhận hay không chứ. Đúng không? Người ta chưa bao giờ yêu, người ta không có kinh nghiệm. Thì em bây em đang có chỉ kinh nghiệm tình yêu á. Đang chỉ nè. Thấy không? Bấm nút đi anh chỉ cho. Trễ lắm rồi hả? Ông kia tư vấn luật chứ anh tư vấn cái tình yêu. Dạ. Không? Tình yêu nó không đúng theo luật đâu. Nó không đúng theo rồi. Điều nào, điểm nào hết trơn á. Mà nó theo điều lệ của con tim. Dạ. Mà cái này thì anh rành lắm. Theo ông kia luật không nổi đâu. Theo anh đi chỉ cho. Đúng rồi, nó không giống như môi trường của em. Đúng rồi, nó không giống nó môi phải trường là A là A, B là B. Mà nó là rồi, A phải, phải, B phải. Thật ra cô ấy chưa yêu lần nào mà ha. Thật ra là cái bản chất của em hiền lành. Nói nó cũng chưa gãy gọn lắm. Nó lòng vòng hồi nó lạc đường luôn. Thành ra đôi khi trong tình yêu á, thấy người khác ngồi trước mặt mình cũng hơi rung. Nói lòng vòng nó cũng chưa vô, nãy giờ vô mới 1-2 điểm thôi. Khoảng theo khoảng 5 điều 6 nghị quyết, nghị định 65 gì đó ha, nó chưa vô tới.
Bây giờ nè, anh hỏi thật nha, em thấy người đối diện này có cảm tình, mình có cảm tình với cô ấy không? Dạ có. Có cảm tình. Em thích cô ấy vì điều gì? Da trắng. Ừ, da trắng. Giống như mình muốn đúng không? Ừ. Sáng, tóc và có nhuộm màu. Có nhuộm màu. Rồi về cái cách sống của cô ấy, nãy giờ cô ấy chia sẻ thì em có thích không? Thích. 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 Vậy là được rồi. Có thích, lần này không có đơn phương nữa. Mà mình mạnh dạn mình nói ra nãy giờ, tức là mình hết không còn đơn phương nữa đó. Ha? Quan trọng là cô ấy có đồng ý hay không thôi. Thật ra tôi nói nghe, đây là một người phải nói rất là hiền lành, chất phác. Chưa bao giờ yêu, người ta vụng về trong tình yêu thôi. Một luật sư mà, nhưng vụng về trong tình yêu, về luật người ta rất là rành, nhưng mà về tình yêu chắc có lẽ chưa bao giờ biết. Mình cũng thông cảm. Chính những người này mới là những người có thể mình không lo lắng về lăng nhăng, không lo lắng cô này cô kia, mà chỉ có tập trung vô một người thôi. Yêu một người yêu còn không xong nữa thì làm sao mà yêu hai ba người em? Chưa bao giờ yêu ai cả. Hôm nay có lẽ là nếu như mà mình thấy cảm giác đây có thể cùng mình nắm tay đi trên những cái con đường vào tối thứ bảy chủ nhật á, thì cũng nên cho anh ấy cơ hội ha. Là nãy giờ chú chọc chơi thôi chứ con người này dễ thương lắm á. Hai bạn này đều hiền như nhau. Hiền. Cô này khó hơn. Thì tại vì cô này thì sao ta? Cô này là cứng hơn đó. Rồi đúng rồi. Bản lĩnh hơn đúng đó. Rồi. Chú không có đơn giản anh như cô này đâu. Ngây ngô lắm. Đừng bắt bẻ tình yêu anh ấy, mà hãy nhìn vào trái tim trong sáng của anh ấy trong tình yêu. Nha cái, cô bé. Cái gì mà ảnh chưa hiểu hoặc mình là chưa làm được điều mà em mong muốn thì em phải nói. Phải nói cho em, phải nói cái điều em mong muốn cho bạn ấy biết nha. Và chú rằng nghĩ rằng là với cái tình cảm mà anh dành cho mình á, mình nói gì ảnh sẽ làm theo điều đó thôi. Chỉ có nói sai rồi không làm thôi. Với lại cái kinh nghiệm của chị Lan thấy rằng là trong tình yêu á, và trong bất kể cái mối quan hệ nào cũng vậy, chúng ta đừng bắt đối phương phải đoán cái suy nghĩ của mình. Đó là cái điều không tốt và không đúng với đối phương của mình. Anh đoán được đâu. Nên muốn cái gì thì nói. Tình yêu bây giờ nè, không phải là tình yêu đơn phương nữa. Nào, đến đây. À, hãy mạnh dạn lên. Không có đơn phương nữa. Nói thật lòng của mình, cứ nói hết đi. Mong muốn điều gì cô gái này? Thấy cô gái này sao? Mạnh dạn lên nào. Anh thấy em rất là xinh, dễ thương. Và cũng công việc thì cũng phù hợp với anh. Thì anh cũng muốn em cho anh một cơ hội để chúng ta tìm hiểu và có thể tiến xa hơn. Đúng. Đó. Đó mới là tình yêu không đơn phương đó. Quyết định là của em. Bấm nút hay không là quyền của mỗi chúng ta. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nói lòng vòng không qua nói thiệt. Bây giờ là cái tính của em hơi lòng vòng, nó rườm rà lắm. Yêu là nói là yêu, thương là nói là thương. Dứt khoát cho anh. Nhớ bắt đầu từ ngày hôm nay, dứt khoát vô thẳng vấn đề luôn. Cãi tòa cũng vậy, ta có thời gian nói lòng vòng là chị kiểm sát bác luôn. Đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi đó cũng là khuyết điểm của em đó. Điểm đó. Em nói lòng vòng là bị khuyết điểm đó. Khuyết điểm đó nha. Phụ nữ cố gắng là ông anh bạn này nè, bổ. Mỗi lần người ta lòng vòng thì nhớ kéo người ta về nha. Nha em trai nha. Dạ. Hãy cho anh ấy cơ hội. Dạ. Anh ấy sẽ chứng minh được anh ấy là người chồng lý tưởng, một người yêu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Dạ. Ok. Cảm ơn là như vậy ạ.